chào tạm biệt tất cả quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai. Xin chào tạm biệt. Mẹ à, hồi nãy con có nặng lời với mẹ, mẹ bỏ qua cho con nha. Nhưng mà con vẫn muốn nói với mẹ là đừng ép buộc Đỗ Quyên nữa. Con thật lòng yêu thương Đỗ Quyên. Nếu được Đỗ Quyên đáp lại tình yêu á, thì may mắn cho con. Giả sử Đỗ Quyên không yêu thương con, thì con cũng xin mẹ đừng ghét bỏ em Quyên. Được không mẹ? Mẹ có ghét bỏ gì nó đâu. Nhưng mà tại vì á, cái căn nhà của cậu hai con á, lúc cất nhà, mẹ có cho cậu hai con mượn mấy lượng vàng. Thiệt đó. Vậy thì bây giờ con thay mặt cậu hai trả cho mẹ mấy lượng vàng được không? Vậy là xong. Con có bị khùng không vậy? Hả? Mẹ có đòi cái tiền đó cho mẹ đâu. Mẹ lo cho con đó, con có biết không? Vậy thì con cảm ơn mẹ. Nhưng mà con đi làm việc công ty bên Mỹ rồi, người ta trả lương cho con rất cao, đâu có cần mẹ phải lo tiền cho con nữa đâu. Con Đỗ Quyên á, nó cũng đâu cần lấy cái căn nhà đó. Nó lấy con thì nó cũng về căn nhà đó nó ở mà. Còn nếu như nó lấy chồng thì chồng nó phải có trách nhiệm với nó. Mẹ à, Đỗ Quyên không muốn nhận ngôi nhà đó đâu. Đỗ Quyên thật sự chỉ cần tình cảm thôi. Mẹ đừng có tranh giành nhà cửa nữa được không mẹ? Làm cho Đỗ Quyên tổn thương tội nghiệp lắm. Con đúng là một thằng ngu. Alo, Quyên hả? Sao rồi em? Dạ ổn rồi anh à. Đúng là em nghe lời anh, ghé ủy ban xã nhờ mấy anh bên đó đi cùng. Anh Tuấn bị trói suốt từ hôm qua tới giờ đó. Bây giờ Tuấn được giải phóng chưa em? Dạ rồi, nhìn có vẻ mệt, đang nằm nghỉ. Em cũng đã đến đám tang của chị Hơ Miên rồi. Tội lắm anh à. Họ có hai đứa con nhỏ, một đứa thì 5 tuổi, còn đứa kia thì 3 tuổi. Bây giờ lại không có mẹ ở bên. Anh có thể giúp cho em được gì không? Cô Quyên với chú Tuấn có đi về xã luôn không? Lát nữa em gọi lại cho anh sau nha. Dạ không, em cảm ơn hai anh. Hai anh cứ về trước đi. Chút xíu em và anh Tuấn còn qua nhà chị Hơ Miên nữa. Nhưng mà hai người đi nguy hiểm lắm. Để tôi đưa về luôn. Dạ không cần đâu anh. Tụi em không sao đâu. Mọi người ở đó yêu quý tụi em lắm. Cô Đỗ Quyên nè, có gì cô điện thoại liền cho tụi này nha. Dạ. Chồng Hơ Miên thô bạo lắm. Khi còn sống, Hơ Miên thường xuyên bị đánh đập. Bên pháp y của huyện á đã thông báo và giải thích cho các già làng biết rồi. Các già làng cũng biết á là Hơ Miên chết á là do thai bị quấn nhau. Dạ. Em biết rồi. Phải chi ở đây có trạm xá thì chị Hơ Miên sẽ không bị chết. Thôi được. Việc đi lên Buôn Mê Thuột thăm ông Nguyên Bằng tính là sao vậy? Tôi muốn cô đi gặp người chị của cô được không? Dạ, em rất là muốn gặp chị Kiều Giang. Anh hẹn đi, tối nay luôn được không anh? Tối nay chồng em sẽ đi họp tới 9 giờ tối mới về. Nè, hay là đi gặp liền bây giờ đi. Đừng có nên đi buổi tối, Vĩnh Nam nó hay nghi ngờ lắm. Vậy mẹ đi với con nha. Thuê bao quý khách vừa gọi. Anh gọi cho chị Kiều Giang không được hay sao? Vậy thôi, cậu hẹn với Kiều Giang trước đi. Được thì đi, không thì khi khác cũng được. Thôi được. Xin phép hai người. Có gì tôi sẽ gọi điện thoại lại. Nhanh thôi mà.
Anh cố gắng liên lạc với chị Kiều Giang sớm nha. Được lúc nào báo cho em biết lúc đó. Cố gắng trước 6 giờ ở một quán cà phê nào đó cũng được. Chị đang về kìa. Trời ơi. Alo, tôi nghe đây. Tôi Thế Phong đây. Bạn còn làm việc ở văn phòng hay về nhà rồi? À, tôi đang ở văn phòng. Cho tôi hỏi Kiều Giang có ở văn phòng không? Hay đã về nhà rồi ạ? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc là chưa về đâu. Vì tụi này đi cùng xe với nhau mà. Có chuyện gì không anh? Khôi nhắn với Kiều Giang, có gì gọi điện thoại lại cho tôi gấp được không? Ok. Kiều Giang à. Xong vậy? Không biết Kiều Giang có bị làm sao không? Điện thoại di động thì tắt máy, điện thoại bàn reo thì không bắt máy. Giang ơi Giang! Giang! Có ở trong đó không Giang ơi? Giang ơi Giang! Giang à! Giang ơi Giang! Có trong đó không Giang? Giang à! Giang ơi! Giang à! Giang à! Giang! Trời ơi Giang! Ủa? Giang có sao không vậy? Có bị sốt không Giang? Giang không sao đâu mà. Hồi nãy nghe nhạc, rồi ngủ hồi nào không hay. Ngủ mê mệt, thấy đủ thứ trong mộng mị hết á. Bây giờ là mấy giờ rồi? Gần 6 giờ rồi. Thôi mình về đi. Dạ. Alo, tôi nghe đây. Anh đã liên lạc với Kiều Giang chưa? Kiều Giang ở đây nè. Ai vậy anh? Thế Phong. Alo, anh Thế Phong hả? Anh tìm em có chuyện gì không? Dạ. Dạ. Alo. Cậu hả? Sao vậy? Em đã hẹn được với Kiều Giang lúc 6:30. Chị với Trúc Đào nhớ tới đúng giờ nhé. Trúc Đào còn ngoài cửa hàng chưa có về nhà. Còn chồng nó thì chiều giờ nằm một đống ở trên phòng á, chưa có xuống nữa. Thành thử ra không biết Trúc Đào có đi được hay không. Chồng của Trúc Đào đã biết chưa hả chị? Mà hồi trước có chuyện gì xảy ra? Tôi cố gắng nói chuyện với Vĩnh Nam với Trúc Đào coi sao nha. Tôi không có hứa trước đâu. Vậy nha.
Chuyện gì dính líu tới con vậy mẹ? Chuyện riêng của mẹ thôi. Mẹ tính rủ Trúc Đào đi ăn cơm cùng với mẹ. Thôi khỏi, con đi đón vợ con, rồi đưa hai mẹ con qua nhà nội ăn cơm luôn. Mẹ cứ ở nhà ăn cơm trước đi. Vậy hả? Cảm ơn cô. Ủa, cảm ơn vì chuyện gì? Vì đã không từ chối cuộc gặp mặt này. Ủa, Trúc Đào em gái của tôi đâu? Cô cứ ngồi đi đã. Tôi cũng xin nói trước cho cô biết, để cô khỏi phiền lòng. Trúc Đào có thể tới đây được, và cũng có thể là không. Bởi vì hiện giờ Trúc Đào đang lệ thuộc vào chồng. Không biết là chồng Trúc Đào bây giờ có cho Trúc Đào ra đây hay không nữa. Sao nãy anh nói với tôi là Trúc Đào chắc chắn tới đây mà. Tôi xin lỗi cô. Hồi nãy khi nói chuyện với cô, tôi chưa kiểm tra lại thông tin của Trúc Đào. Tôi hiện giờ đang cố gắng tìm kiếm Đỗ Quyên, nhưng chưa thấy manh mối thông tin nào cả. Ông Nguyên Bằng thì đang rơi vào tình trạng xuống dốc nhanh. Tôi đang rất lo là không biết mình có hoàn thành được công việc thiêng liêng này hay không nữa. Anh đang cố gắng làm cho trái tim tôi tan chảy ra. Cố gắng thôi, không mong chờ. Là sao? Có nghĩa là anh không mong muốn cho tôi tha thứ cho Nguyên Bằng à? Nói cho chính xác là tôi đang cố gắng hết sức để làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Tôi nghĩ việc ba chị em cô đoàn tụ trước khi ông Nguyên Bằng chết, đó là việc tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người. Cho tất cả mọi người à? Cho Nguyên Bằng thì đúng hơn. Cô hãy khoan dội kết luận theo chủ quan của mình. Những tri giác sai lầm là nguyên nhân chính dẫn đến sự đau khổ cho tất cả mọi người, cô có biết không? Tôi biết là cô đang đau khổ nhiều lắm. Anh mới đúng là sai lầm khi nói tôi đang đau khổ. Tôi đâu còn đau khổ nữa. Anh nhìn xem, tiền bạc, một người đàn ông tốt đang yêu tôi say đắm, nhà cửa thì đầy đủ tiện nghi. Tôi thấy mình rất là sung sướng. Em xin lỗi anh, nhưng mà bây giờ em phải đi với mẹ thôi. Thiệt tình là mẹ có hẹn với Thái Phong. Mẹ nhờ Thái Phong tìm giùm người nhà của mẹ. Nếu mà con không tin thì bây giờ con đi với mẹ với Trúc Đào cũng được. Con đã nói với vợ con rồi, mẹ đã hẹn thì mẹ cứ đi thôi. Con đâu có quyền gì mà cấm cản chuyện riêng tư của mẹ và vợ con. Em cứ đi đi. Anh sang nhà nội ăn cơm rồi đón cô Bo. Nhưng mà anh có giận em không? Anh có tin em không? Bây giờ em nói thật với anh là... Thì mẹ đã nói thật với Vĩnh Nam rồi, con còn nói thật chuyện gì nữa? Đi con, đi.
chuông reng mà không ai bắt máy. Để tôi gọi về hỏi bà Bảo Vinh coi sao đã. Thật sự là Trúc Đào nó không có muốn gặp tôi đúng không? Anh nói thật đi. Anh đã từng dạy tôi là phải luôn nhìn thẳng vào sự thật mà. Kiều Giang, cô cho tôi thêm 30 phút nữa được không? Bây giờ là 7:30. Đúng 8 giờ. Không cần phải nói gì nữa, được không? Cho tôi được mặc cả. Đúng 8:01 nha. Trời đất, sao bắt anh làm việc này? Anh là một luật sư. Một luật sư có tiếng tăm hẳn hoi. Anh là chính thức ra trường, sao lại săn sóc cho bệnh nhân? Anh im miệng giùm em được không? Lèm bèm nhức cả đầu. Chú nằm xuống đi chú. Alo. Ừ, em nè, anh Phong hả? Trời, làm gì mà thở hồng hộc vậy? Dạ, em đang làm lao công phụ y tá để mà chăm sóc khách hàng của anh nè. Ủa, rồi sức khỏe của ông Nguyên Bằng sao rồi? À, dạ, chú cũng bình thường thôi. Nhưng mà anh đã có tin tức gì của Đỗ Nguyên hay Trúc Đào chưa? Ủa? Alo? Alo? Tự nhiên đang nói chuyện tắt cái bộp ra, không thèm nói, cũng không chào tạm biệt. Vậy là sao? Hãy
Nè, anh đã gọi cho cán bộ xã chưa? Tôi gọi rồi, hồi nãy giờ chưa có thấy ai tới hết trơn á. Mấy cán bộ không dám làm trái với già làng đâu. Mình phải làm gì đi anh? Không lẽ để hơn biết cái cổ vậy? Mình có thể làm gì đây? Trong khi họ có những tập tục riêng của họ mà. Duy, em mọc lại cùng dân. Rõ ông sang ca lại mọc bếp. Bây giờ hai chị em con đã tìm được nhau. Thỉnh thoảng liên lạc, rồi mà nhau đi uống cà phê, ăn cơm là được rồi. Tại vì chồng Trúc Đào, nó làm cán bộ quan chức, nó coi trọng lý lịch lắm. Cho nên nếu mà con thương em á, thì giữ gìn hạnh phúc cho em nha. Mẹ, mẹ đừng có nói vậy nữa được không? Hai chị em con bây giờ còn phải đi tìm em Đỗ Quyên nữa. Với lại á, con không có muốn xa chị, xa em của con nữa đâu. Có thể tuần sau Trúc Đào phải ra nước ngoài sống với chồng rồi. Kiều Giang nên thu xếp sớm cùng với Trúc Đào đi lên thăm ông Nguyên Bằng một chuyến. Mẹ em nói đúng đó. Em á, giống hệt như hồi nhỏ, lúc nào cũng hồn nhiên, mít ướt, khóc nhẹ. Gặp lại chị như vậy là vui rồi. Quan trọng nhất là hạnh phúc gia đình của em, của con em. Nhưng mà em phải nhớ, đừng có giống như ba mẹ mình. Họ chỉ lo cho bản thân họ mà không nghĩ đến con. Thôi chết, 9 giờ rồi con, mình phải đi về. Không thôi chồng con nó lo đó. Về con. Không sao đâu mẹ, ảnh có đi họp đâu mà mình phải về trước 9 giờ. Với lại đằng nào thì hồi tối tới giờ ảnh cũng đang ở nhà rồi. Bữa nay về nhà con sẽ nói hết mọi chuyện với chồng con. Con muốn nói dối ảnh đâu mẹ. Sao con cứng đầu quá vậy? Mẹ đã dặn là không cần phải nói gì hết. Chồng con nó chuẩn bị đưa con đi theo nó làm việc ở Thái Lan. Bây giờ con mà nói ra là tung hê mọi chuyện lên hết, hiểu không? Thôi mà, bình tĩnh đi em. Anh thấy khó quá. Mình cứ làm xong chương trình rồi mình rút đi thôi. Chứ anh nghĩ là họ sẽ không bao giờ thay đổi tập tục của họ đâu. Sao bữa nay anh có vẻ yếu đuối quá vậy? Mới bị bắt trói một bữa mà em thấy anh không còn là anh Tuấn ngày nào nữa rồi đó. Mình chỉ là những tình nguyện viên thôi. Mình đi lên đây để mình hướng dẫn cách chống bạo hành trong gia đình, cách giữ gìn sức khỏe cho họ. Mình đâu phải là những thiên thần hộ mệnh của họ đâu. Đúng, em không phải là thiên thần hộ mệnh của họ. Nhưng em muốn cố gắng giúp cho một con người nào đó bớt đau khổ trong khả năng của em thì được không? Anh sợ tình về thành phố đi. Em sẽ ở lại một mình làm cho tới cùng. Anh không thấy chút nào đau lòng khi Hơ Mỹ khóc lúc nãy hả? Anh làm em thất vọng quá.
Ba em thường dạy em rằng phải biết cho thì sẽ được nhận. Em không thích làm việc theo kiểu hoàn thành nhiệm vụ. Em chỉ thích làm việc hết sức và bằng cả trái tim của mình. Anh xin lỗi, anh đúng là yếu đuối. Nhưng mà khi anh bị những người dân tộc này trói buộc anh lại và họ nổi giận, anh cảm thấy sợ lắm. Em biết là mình không thể nào ngăn cản chồng của Hermione lấy Hermione làm vợ, vì đó là tục nói dây có từ ngàn đời của họ. Nhưng mà mình tìm cách nào đó để chồng của Hermione không uống rượu, không đánh đập Hermione nữa. Mình sẽ làm được điều đó, đúng không anh? Chị nói sao? Đang phát rồi hả? Kênh mấy? Kênh 9, HTV9. Em chờ anh khi vô sang trong tầng mây bắn đi trong. Alo, cậu thấy chưa? Qua mất rồi, nhưng mà em cảm ơn chị. Phát mấy lần hả chị? 3 lần, nói chung á là đáp ứng mọi yêu cầu của cậu rồi đó. Chị có đăng thông tin trên báo không chị? Em sợ là TV qua nhanh quá, rồi Đỗ Quyên nghe không có kịp. Ý, chết cha. Chết cha, cháy hết rồi. Cái gì? Cháy cái gì? Dạ em xin lỗi chị, em đã chiên trứng mà lo chạy đi xem thông báo của Đỗ Quyên, trứng cháy hết rồi. Trời, cái cậu này. Cô về nhà đi. Ủa, anh đang làm đồ ăn hay sao mà có mùi khét vậy? Tôi đang chiên trứng ăn sáng. Nhưng mà mãi lo nói chuyện cho nên trứng cháy hết rồi. Cô ngồi đi. Ủa, anh ở đây một mình hả? Xin lỗi cô nha, tôi phải đi chỉnh trang chút. Nè, không cần đâu, anh không cần phải chỉnh trang đâu. Tôi ghi nhận lời khai của cô. Xin lỗi, tôi hơi tò mò chút. Cô tới đây để bàn việc cho Trúc Đào đi lên thăm ông Nguyên Bằng, có đúng không? Tôi đến đây chỉ muốn mời anh đi ăn sáng mà thôi. Cô hào phóng thời gian cho tôi quá. Tôi cứ tưởng một cuộc gọi mời đi ăn sáng của cô qua điện thoại là tôi vinh hạnh lắm rồi. Sao anh quá đáng quá vậy? Anh không thể nhường nhịn phụ nữ một chút được hay sao? Với ai anh cũng ăn thua tới nơi tới chốn vậy hả? Thôi được rồi, xin lỗi cô. Mình đi.
Anh đúng là tính quái. Đúng là tôi rất sốt ruột. Không biết là hôm qua Trúc Đào về có bị chồng làm khó khăn gì không? Tôi cứ lo. Lo là vì tôi mà hạnh phúc của em gái tôi bị gãy đổ thì sao? Đôi mắt của cô bây giờ thật đẹp. Hình như tôi chưa bao giờ nói với cô là cô rất đẹp. Một sắc đẹp bị lãng quên. Anh Phong! Em tắm xong chưa? Sao lâu quá vậy? Dạ, em ra liền. Em tưởng đi làm rồi. Em hãy nói thật dần. Cô Kiều Giang đó là ai? Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh nè. Em không biết nói dối đâu. Em nói đi. Hôm qua thực chất em và mẹ đi gặp anh chàng đẹp trai kia cùng cô Kiều Giang để làm gì? Có chuyện gì mờ ám? Hay sao mẹ em lại giấu anh? Ai đó? Trễ giờ đi nhà trẻ của cô Bo rồi. Xuống đưa con đi học đi. Anh nói thật đi, tại sao anh lại nói dối quanh co với em làm gì? Mình đã có giao hẹn là tạm xa nhau một tháng để có điều kiện xem xét lại nhau, xem xét lại mình. Bây giờ chưa hết một tháng mà em. Nhưng mà em không thể sống xa anh được. Anh biết không, ngày nào em cũng phải qua đây để thăm dò tình hình của anh thế nào. Tại sao chưa hết một tháng mà anh lại yêu người khác rồi hả? Ngân Trà, nghe nói nè, bây giờ anh không có nhiều thời gian ngồi đây để đôi co với em. Em về nhà nghỉ đi, về mà suy xét lại mọi chuyện đi. Anh đừng đi. Em không về. Đã vậy, con phải nói đúng y như lời mẹ dặn. Tuyệt đối không được nói thêm gì khác. Mẹ không để con phải khổ đâu. Dạ, con cảm ơn mẹ.
Nhưng mà mẹ ơi, con muốn ra chỗ hẹn ăn sáng với chị Kiều Giang. Con đi ngay bây giờ hả? Dạ. Anh thấy Phong ảnh vừa mới gọi điện thoại cho con. Anh nói chị Kiều Giang đang ở đó. Mẹ đi với con nha. Anh với người yêu của anh có vấn đề à? Ừ, cô ấy quá trẻ so với anh. Đúng không? Trẻ, đẹp, dĩ nhiên nó cũng có cái giá của nó. Thôi, bỏ đi. Tôi e là không thể nghe cô nói về chuyện tình yêu nổi. Tại sao? Nè, anh đừng có coi thường tôi quá đáng nha. Thật ra là cô chưa từng yêu người nào bao giờ, thì sẽ rất không có kiến thức để chia sẻ cho người khác. Chuyện đó bình thường thôi mà. Nè, giả sử Trúc Đào đồng ý đi Buôn Ma Thuột vào ngày mai, cô có cùng với Trúc Đào lên thăm ông Nguyên Bằng được không? Tôi đã nói với anh rồi, khi nào mà tìm được Đỗ Quyên, tôi sẽ lên Buôn Ma Thuột để gặp ông Nguyên Bằng một lần nữa, để nói cho ông biết bí mật của cuộc đời. Một bí mật cuộc đời đáng nguyền rủa. Alo, Quyên hả? Dạ, anh mới dậy hả? Anh đang tắm. Ủa, tiếng gì ầm ầm vậy? Em đang ở đâu hả? Em đang ngồi ở bờ suối. Anh nè, bình minh trên này đẹp lắm đó. Anh có thông tin gì về ba mẹ ruột của em chưa? À, anh có tìm hiểu được nhiều thông tin của ba mẹ em lắm. Trên đó em sao rồi? À, mà còn chuyện của Tuấn á, giải quyết xong chưa? Dạ, xong xuôi hết rồi. Em đang có một cái dự định khá là táo bạo. Nhưng mà cần phải có sự trợ giúp của anh thì mới được. Ủa, ai vậy em? Anh, cảm ơn. Em muốn bán căn nhà của ba mẹ Lê Đồng. Em đang cần một số tiền lớn. Vậy hả? Em định bán ngôi nhà kỷ niệm đó hay sao? Có giỏi quá không em? Em nghĩ không ai sống bằng kỷ niệm cả. Em muốn làm một điều gì đó ngay bây giờ. Mới nghĩ tới thôi lại mà thấy vui rồi. Vậy em cũng tin chắc là ba mẹ em cũng sẽ vui. Nhưng mà đó là việc gì? Em sẽ kể cho anh nghe sau. Bây giờ em phải tới ủy ban xã để thuyết trình cho mọi người về tác hại của rượu đây. Ở đây người ta uống rượu nhiều, làm cho đầu óc của họ bị khủng hoảng, mê muội, nên bạo hành gia đình tăng nhanh lắm. Dạ, vậy nha anh. Anh biết anh Hùng nói gì không? Ừ? Anh Hùng nói em á, không biết uống rượu mà đi thuyết trình về rượu. Chắc không ai nghe quá à. Mà em, hồi nãy anh có nghe em nói là em cần tiền nhiều để làm gì vậy? Bí mật quốc gia. Ừ? Đi thôi. Làm gì bí mật như vậy? Thôi, bây giờ đi với em liền đi. Không tới bà còn bỏ về hết bây giờ. Nhanh lên. Dạ dễ. Tại sao Đỗ Quyên lại quyết định bán nhà một cách đột ngột như vậy? Cậu cần tiền để làm gì? Hay là
họ chuẩn bị làm đám cưới. Không, đám cưới đâu có cần số tiền nhiều như vậy. Mình có nên nói cho mẹ biết chuyện Nữ Quyên muốn bán nhà bây giờ không?